Xin chào tất cả các bạn. Để có được những hiểu biết đầy đủ và chính xác từ quá trình chuẩn bị hồ sơ, lên lịch phỏng vấn xin visa du Mỹ thì phải tốn rất nhiều thời gian cũng như là công sức để tham khảo từ mọi nguồn thông tin có thể. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng nhé, trong chuyên mục hỏi đáp du Mỹ hôm nay thì với tư cách là một tư vấn viên du Mỹ nhiều năm của công ty tư vấn du Tân Đại Dương thì Lisa sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề chi phí, câu hỏi phỏng vấn, chính sách mới nhất về visa du Mỹ cho các bạn biết nhé. Xin chào Lisa. Chào Ceci và các bạn. Vừa qua thì chuyên mục hỏi đáp du Mỹ có nhận thư của bạn Quỳnh Giao ở quận Bình Thạnh như sau. Xin chào anh chị, hiện nay em đang học lớp 11 và dự định sẽ đi du học khi hoàn thành xong chương trình cấp 3. Em nghe nói tốt nhất là nên chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ. Em cũng đã tìm hiểu trên mạng nhưng thông tin không nhất quán và đã cũ nên không chính xác. Em muốn đăng ký phỏng vấn xin visa du Mỹ thì thấy có mức phí là 160 đô đóng cho lãnh sự quán, mà em nghe nói là phải đóng thêm nhiều loại phí khác mà em lại không biết những loại phí này. Vậy thì anh chị có thể tư vấn cho em là làm sao có thể tìm được đúng và đủ những thông tin cần biết cũng như là những chi phí khi xin visa du Mỹ được hay không? Bạn Quỳnh Giao thân mến, chi phí để xin visa du Mỹ còn tùy thuộc vào loại visa mà bạn xin cấp. Nhưng đối với các du học sinh Việt Nam thì thường sẽ xin cấp visa loại F1 là loại visa sinh viên. Mức phí phỏng vấn để xin visa loại F1 là 160 đô và lãnh sự quán sẽ thu bằng tiền Việt. Nhưng trước khi nộp đơn phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì bạn phải có được cấp đơn xin nhập học gọi là E20 thì mới được phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Chi phí cấp E20 của từng trường sẽ dao động trong khoảng từ 25 đô đến 150 đô hoặc có trường không thu phí. Bạn còn phải đóng một khoản phí gọi là phí an ninh mạng của Hoa Kỳ, gọi tắt là service, là 200 đô. Vậy tổng chi phí để bạn xin visa du học Mỹ tối đa là 510 đô. Nếu bạn phỏng vấn lần đầu tiên không đậu thì những lần phỏng vấn sau, bạn chỉ cần đóng phí phỏng vấn là 160 đô với điều kiện là E20 của bạn còn hạn. Nếu các bạn làm hồ sơ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương thì các bạn có thể ủy quyền cho các tư vấn viên của công ty chuẩn bị hồ sơ và đóng hộ tất cả các khoản phí nêu trên để tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí đi lại nhiều lần. Vâng, câu hỏi kế tiếp là của bạn Bảo Trâm gửi tới chuyên mục hỏi đáp du Mỹ như sau. Xin chào anh chị, hiện tại em đã nhận được xin nhập học và hiện đang chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để xin visa du học Mỹ. Tuy nhiên thì em lo lắng rằng hồ sơ của mình sẽ thiếu một giấy tờ quan trọng nào đó gây ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của mình. Anh chị có thể liệt kê ra giúp em những hồ sơ thủ tục khi xin visa du Mỹ được hay không? Bạn Bảo Trâm thân mến, hồ sơ xin visa du học Mỹ sẽ bao gồm 3 loại giấy tờ quan trọng như sau. Thứ nhất là giấy tờ phỏng vấn E20, đơn nhập học của trường bên Mỹ, bằng tốt nghiệp, học bạ cấp 2 hoặc học bạ cấp 3 tùy thuộc vào trình độ của bạn, bảng điểm cao đẳng, đại học, các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ của các khóa học khác, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng khen, v.v. Còn những giấy tờ nhân thân bao gồm giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, đăng ký tạm trú, thường trú, ảnh 5x5 nền trắng kèm theo file ảnh, v.v. Và các giấy tờ tài chính thì bao gồm sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng, sổ đỏ, giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ thuế cho hoạt động kinh doanh của gia đình hoặc giấy tờ thuế thu nhập cá nhân, giấy chứng nhận công tác, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn giao dịch, v.v. Và để chuẩn bị một bộ hồ sơ xin visa du học Mỹ cần rất nhiều thời gian và công sức, đồng thời hồ sơ cũng mang tính quyết định tỷ lệ đậu visa du học Mỹ. Nếu các bạn muốn công việc này trở nên đơn giản hơn thì nên đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để được ủy quyền cho các tư vấn viên giàu kinh nghiệm tư vấn hồ sơ, chuẩn bị, bổ sung, sắp xếp hồ sơ sao cho thật nhất quán và thuyết phục nhằm chắc chắn rằng mình sẽ một bộ hồ sơ hoàn thiện nhất trước khi đi phỏng vấn. Một câu hỏi nữa được gửi từ Tiền Giang của bạn Mỹ Uyên như sau. Xin chào chuyên mục, tháng sau là em sẽ phỏng vấn xin visa du học Mỹ và hiện nay đang nghiên cứu các câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi xin visa du học Mỹ. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng mà em vẫn cảm thấy thiếu tự tin và sợ sẽ bị hỏi những câu ngoài những câu hỏi đó. Chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ có thể cho em biết những câu hỏi ngoài những câu hỏi đó là câu hỏi gì được hay không? Đây là bước quyết định cuối cùng trong quy trình xin visa du học Mỹ và cũng thường là giai đoạn mà các học sinh Việt Nam cảm thấy khó nhất. Nhưng nếu có tìm hiểu kỹ các câu hỏi thì việc phỏng vấn xin visa du học Mỹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các câu hỏi khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ thường không cố định nhưng vẫn nằm trong khoảng 30 câu hỏi mà viên chức của lãnh sự quán thường hỏi. Các bạn có thể tìm hiểu các câu hỏi này trên mạng và tự chuẩn bị câu trả lời theo thực tế của bản thân. Những tiêu chí đó thì mới quyết định được viên chức lãnh sự quán cấp visa du học cho bạn.
Nếu các bạn không hiểu rõ được hoặc vẫn chưa đủ tự tin để trả lời những câu hỏi của lãnh sự quán thì hãy đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để nhờ sự trợ giúp của các tư vấn viên giàu kinh nghiệm. Khóa rèn luyện phỏng vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ tư vấn cho các bạn những câu trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, vừa thỏa mãn được yêu cầu của lãnh sự quán nhưng cũng mang tính xác thực cao. Vì nếu lãnh sự quán phát hiện ra những gì bạn khai không đúng sự thật thì có thể sẽ cấm bạn vĩnh viễn không được đến Mỹ. Hơn hết, khi những câu trả lời của bạn được dựa trên thực tế của bản thân thì sẽ dễ dàng ứng biến khi viên chức lãnh sự quán hỏi những câu hỏi ngoài lề và có sự quyết đoán trong câu trả lời của mình hơn. Và câu hỏi cuối cùng là của bạn Minh Tuyết gửi tới chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ như sau. Xin chào chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ. Em hiện đang lên kế hoạch để đi du học Mỹ và có nghiên cứu các chính sách visa của Mỹ và các nước khác. Hiện nay, theo em được biết, thì chính sách cấp visa của Mỹ thay đổi khá ít và dễ dàng hơn rất nhiều so với các nước khác như là Úc hoặc là Anh. Anh chỉ có thể cho em biết rằng liệu trong những năm vừa qua thì chính sách của Mỹ có gì thay đổi so với những năm trước hay không? Để kết thúc chủ đề giải đáp thắc mắc chi phí, câu hỏi phỏng vấn, chính sách mới nhất về visa du học Mỹ thì Lisa có một số thông tin về chính sách cấp visa du học của chính phủ Mỹ cho bạn Minh Tuyết nắm rõ. Trong những năm vừa qua thì Mỹ không có thay đổi gì nhiều về chính sách cấp visa và thủ tục cũng khá đơn giản và dễ chuẩn bị hơn các nước khác nên thu hút rất nhiều du học sinh Việt Nam. Nhưng năm nay, nước Mỹ có thêm một chính sách mới và vô cùng có lợi cho các bạn du học sinh Việt Nam. Ngày 12 tháng 5, Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ đã công bố một danh sách mở rộng các trường hợp visa cho du học sinh học ngành như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và chương trình toán học. Các sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp trong các ngành này theo visa thị thực thì sinh viên có đủ điều kiện tham gia vào chương trình làm việc thực tế tự nguyện khoảng từ 12 đến 29 tháng. Và đây là cơ hội rất quan trọng và quý giá cho các bạn du học sinh khi đi du học Mỹ để mài dũa thêm các kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức sau khi tốt nghiệp tại một trong những thị trường lao động năng động nhất thế giới này. Chính sách visa này sẽ vô cùng hữu ích cho các bạn muốn đi du học Mỹ và muốn tiết kiệm chi phí. Vì sau khi hoàn thành chương trình học tập ở một trường cao đẳng hoặc đại học tại Mỹ thì các bạn có thể xin tham gia chương trình OTP để hợp pháp làm việc ở Mỹ với thời gian 12 tháng. Và có thể lên đến 29 tháng với các bạn học sinh thuộc khối toán học. Khi tham gia chương trình này, các bạn sẽ được hưởng mức lương chuẩn dành cho công dân Mỹ và có thể lên đến 60 đô một giờ với một số ngành kỹ thuật trọng điểm. Chính sách này sẽ giúp các bạn vừa kiếm được thêm thu nhập, vừa được trải nghiệm thêm cuộc sống ở Mỹ. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương mỗi tháng đều có rất nhiều sinh viên đi du học Mỹ nên luôn nắm rõ được những thay đổi khi xin visa du học Mỹ. Ngoài ra, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương còn là đối tác của nhiều trường đại học lớn ở Mỹ, nên ắt hẳn sẽ giúp bạn hưởng được chính sách có lợi nhất cho bạn nhất có thể khi xin nhập học tại trường. Chúng tôi không hứa sẽ đảm bảo tỷ lệ đậu visa 100% cho các bạn, nhưng chúng tôi dám chắc 100% rằng những kiến thức và trải nghiệm mà bạn có được ở công ty tư vấn du học Tân Đại Dương không đâu có được, và nó sẽ giúp cho các bạn tăng tỷ lệ đậu phỏng vấn visa du học Mỹ lên mức cao nhất có thể. Cơ hội là của các bạn và chúng tôi sẽ giúp các bạn nắm bắt cơ hội đó. Xin cảm ơn Lisa rất nhiều. Các bạn thân mến, chuyên đề này tuy mang rất nhiều thông tin nhưng ắt hẳn rằng lượng thông tin quá nhiều như vậy sẽ làm các bạn quá tải và khó nắm bắt về vấn đề này. Giải đáp tối ưu ở đây đó chính là sau khi nghiên cứu xong chuyên đề giải đáp thắc mắc chi phí, câu hỏi phỏng vấn, chính sách mới nhất về visa du học Mỹ này thì các bạn hãy tự tin đến với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để tìm hiểu, để được tư vấn cũng như là được hỗ trợ tốt nhất từ Tân Đại Dương trong quá trình làm hồ sơ du học các bạn nhé. Hãy gọi ngay đến hotline của Tân Đại Dương vào số là 0838484879 để được gặp trực tiếp các tư vấn viên và được tư vấn. Ngoài ra thì các bạn có thể ghé thăm trực tiếp trụ sở chính của Tân Đại Dương tại 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương có hai văn phòng khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.